Chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây ở ngay Berlin và đối diện với tôi là anh Bùi Hiếu. Vâng, anh có thể thấp camera xuống để tôi có thể nhìn thấy anh được không ạ? Vâng, chào anh Bùi Hiếu. Vâng, chào nhà báo Lê Trung Khoa và chào tất cả các quý khán thính giả của đài và đài cái gì báo của anh Thời Lê Trung Khoa và báo.de. các Thời báo .de cũng như các quý vị ở Việt Nam theo thể theo nguyện vọng của anh Lê Trung Khoa cũng như là một số các cái quý vị ở Việt Nam và các bạn ở Việt Nam là muốn tìm hiểu về nhà báo Lê Hoàng Anh Tuấn thì nhà báo Lê Trung Khoa đã gọi điện cho tôi và muốn có một cái livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị đón xem. Rất cảm ơn anh đã rất là nhanh và tham gia ngay vào cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Anh có thể để camera thấp một chút để mọi người có thể nhìn thấy anh không ạ? Đấy, rất rõ, rất đẹp. Thì thưa các bạn, thì anh Bùi Hiếu là một cái người có chủ doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc và anh sống ngay tại Praha, và tại đây cũng không xa cái nơi địa chỉ mà chúng ta được biết trong thời gian ít ngày gần đây thì có một người tên là Lê Hoàng Anh Tuấn. Ông ta nói rằng ông ta là nhà báo quốc tế tại Cộng hòa Séc, và hôm nay để làm rõ những cái thông tin cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết thì chúng tôi cũng mời anh Bùi Hiếu ra tận nơi cái địa chỉ mà trong cái visit card của ông ta đã ghi, và đây ghi là tạp chí chống tham nhũng hợp tác quốc tế và địa chỉ tại trụ sở tại châu Âu, thì chúng tôi đã ghi ở ngay Praha, và bây giờ anh Bùi Hiếu đang có mặt ở ngay nơi này và nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục, và đây là cái phố rất rõ, đây là biển phố màu đỏ. Và anh thưa anh Bùi Hiếu, anh có thể tường thuật cho bà con biết và mọi người biết rằng là khi lúc nãy anh đến đây thì anh quan sát và anh đã gặp những ai và anh đã hỏi được những điều gì không ạ? Vâng ạ, cái đó thì chúng tôi sẽ truyền đạt lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái phố này. Đây là cái phố mà theo như các cái thông tin của các cái đài báo chí phía Việt Nam cũng như là nhà báo Lê Trung Khoa đã cho biết thì nhà báo Lê Hoàng Anh Tuấn thì có địa chỉ văn phòng ở tại Ríp Ná số 716 trên 24. Thì chúng tôi đã tác nghiệp và chúng tôi đã có mặt ở đây và chúng ta cùng đi tham quan cái địa chỉ này như thế nào. Có là địa chỉ có đúng không? Hay là địa chỉ như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta xem đây là cái tên phố. Quý vị có nhìn thấy rõ tên phố không ạ? Ripna Stare Mestobra là một. Đây Dạ là cái vâng, thấy rất phố. rõ anh ạ. Đúng không Và ạ? anh có Bây giờ thể chúng chỉnh ta sửa. sẽ đi tìm cái số 716 xuyệt 24 nó nằm ở chỗ nào ạ? Quý vị cùng đi xem. Bây giờ thì trước mắt chúng tôi là nhìn thấy cái nhà hàng bánh mì của người Việt Nam. Cũng là đây là một cái nhà hàng cũng rất là đông khách. Bây giờ chúng ta tìm cái số 716 trên trên 24. Tôi đang nhìn thấy đây là số 26. Vậy chúng ta phải đi tiếp làm sao phải để tới được cái số 24. Vâng, anh có thể đi Thì từ chỉ từ có để mấy bà bước con thôi. cùng xem. Đây đây rồi, chúng tôi nhìn thấy đây rồi. Cách cái tiệm bánh mì này chỉ có 5 bước thôi. Mời quý vị nhìn xem phía trên là chúng ta đã nhìn thấy cái số 716 trên 24. Quý vị có thấy không ạ? À Anh Lê vâng, rất Trung Khoa có rõ. thấy không? Dạ. Vâng ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem là cái địa chỉ này có thật hay không, và địa chỉ này hoàn toàn là có thật. Bây giờ chúng ta đi xem là trong này là có những cái gì, ai ở đây và có những cái gì ở đây, có những văn phòng nào. Chúng ta có thể xem qua những cái chuông ở đây nhé. Đây là Ripna số 24, rất là đúng rồi, địa chỉ thì vô cùng là chính xác. Bây giờ chúng ta xem các cái chuông ở đây, các cái địa chỉ là những cái gì. Tôi nhìn thấy là tên tây địa chỉ nhà, 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 hiểu không? Đấy, và đây chúng tôi cũng nhìn thấy tên tây hết, và chúng tôi không nhìn thấy một cái tên nào là người Việt Nam, cũng như không thấy một cái tên của một cái văn phòng nào. Thì duy nhất ở đây có một cái văn phòng, thì lúc nãy tôi có hỏi thì là đây là một văn phòng security của tây, thì tôi có hỏi cái bác tây người ở đây ấy, thì bác ấy sống ở đây ấy, thì đúng lúc bác ấy đi vào thì tôi có hỏi bác thì bác đã sống lâu chưa, thì bác nói là bác sống rất là lâu rồi. Thế mới hỏi bác là tôi muốn tìm một người Việt Nam, bác có nghe tên là Lê Hoàng Anh Tuấn hay là một cái văn phòng nào mà đóng ở đây thì mang tên là một cái tòa soạn hoặc là một cái nhà báo quốc tế nào đó không, thì ông ta nói rằng là ông ta chưa gặp một người Việt Nam nào ở đây, cũng như là cũng không có cái văn phòng nào của người Việt Nam ở đây cả. Dobrý den, mluvíte česky? Không, no. No. I'm sorry. Thì đúng lúc là có cái người đi ra, họ nói là họ chỉ là khách du lịch thôi, không 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 có nói được tiếng
tiếng tiếng tiếng Tiệp. Thế thì khi ông Tây đấy thì tôi có xin phép là có thể quay được không, thì ông bảo là không, tôi không muốn quay gì hết. Thì tôi có lúc đấy tôi có quay ra cửa hàng bánh mì ở đây, thì gặp có một người Việt Nam, thì tôi muốn hỏi là em có nhìn thấy ở cái bên cạnh này có một người Việt Nam nào làm việc không, hoặc là một cái văn phòng nào đó mà thuộc về nhà báo mà có một cái người Việt Nam nào đó không? Thì cái anh làm việc ở bên này thì anh ấy nói là không. Dobrý den, prosím pekne, tady bydlíte? Prosím pekne, jak dlouho tady bydlíte, prosím vás, já to můžu se zeptat pár otázek. Ông ấy nói là ông ở đây được 30 năm. Prosím pekne, vidíte tady některý Vietnamec tady bydlí? Jaký pán Vietnamec tady bydlí vůbec? Nebo nevíte, jaký kancelář tady, jaký kancelář, vietnamský kancelář, to mezinárodní novinář. Chúng tôi đang muốn hỏi là có người Việt Nam hay là có cái văn phòng nào mà nhà báo quốc tế không, thì ông Tây này ông trả lời là không. Vůbec nevidíte žádný Vietnamec tady bydlí nebo pracuje tady, žádný ne. Aha, děkuju, hezký večer. Thì rất là tiếc là cái bác người Tây này, thì là bác nói rằng bác ở đây 30 năm rồi, bác rất là vội, nhưng mà bác cũng trả lời tận tình là bác bảo là không có một người Việt nào ở đây, mà không có cái văn phòng nào mà có người Việt Nam ở đây, và cũng không có cái văn phòng nào mà là văn phòng nhà báo quốc tế cả. Thì cũng rất là đấy là tiếc, hy vọng là gặp được cái anh hoặc là một nhân viên hoặc là một cái văn phòng nào mà có ở đây thì cho nó thật là vui. Dobrý den, paní, tady vidíte. Tady bydlíte, prosím pěkně. Můžu si dát pár otázek. Bydlíte tak dlouho? Jo. Nepotkal jste, jaký Vietnamec tady, jaký pán Vietnamec tady bydlí? Aha, tak se omlouvám. Hezký večer, hezký večer. Rất tiếc là bà cũng không gặp và không biết được ai cả. Bà cũng đi lâu rồi, nhưng mà bà chưa bao từng gặp người làm Việt Nam ở đây hoặc làm việc. Rất tiếc là như vậy. Hy vọng là tất những người đấy là người ta không gặp thôi. Còn hy vọng là vẫn có cái văn phòng của anh Lê Hoàng Anh Tuấn ở đây và vẫn đang hoạt động. Hy vọng là như vậy. Quả thật là những người vừa rồi các anh gặp, anh Bùi Hiếu đã gặp và hỏi rất nhiều người ở đây, thì đều những người đó đều nói rằng không biết cái người tên là Lê Hoàng Anh Tuấn, gọi là nhà báo quốc tế. Vâng, và anh cũng vừa nói tường thuật lại là trong những cái chuông cửa ở đây và những địa chỉ ở đây thì cũng không thấy tên người Việt Nam, phải không ạ? Dạ không anh ạ, không ạ. Và cũng không thấy có một cái văn phòng có mang tên là văn phòng một cái nhà báo quốc tế hay là một cái đại diện gì đấy. Dobrý den, mluvíte česky? Nè, cái ông đó vừa đi ra nhưng ông không nói tiếng Tiệp. Ông chỉ là khách du lịch thôi. Anh có thể cho quan sát hỏi cái người Việt Nam hoặc cái quán Việt Nam gần đấy được không? Vâng ạ, ở đây thì là quán Việt Nam đây rồi, thì chúng ta sẽ vào hỏi lại một lần nữa. Lúc nãy có hỏi anh ấy rồi. Vào thêm một lần nữa. Dobrý den. Můžu mluvit někdo takový větnamský trošku? Jo, můžu pana. Jo, přes chvíli. Vâng, đây là một cái quán của người Việt Nam ở bên cạnh đó. Và anh Bùi Hiếu đang... Em ơi, cho anh hỏi lại một lần nữa. Là em làm ở đây rồi, nhưng em ơi, bên cạnh này là có một cái... Em có nghe thấy là bên cái phòng bên cạnh này có một cái văn phòng nhà báo nào không? Của người Việt Nam nào không? Chưa bao giờ em nghe thấy. Em có gặp một người khách nào là người Việt Nam, người ta nói rằng người ta ở bên cạnh, hoặc người ta đang làm văn phòng nhà báo ở bên cạnh không? Em không gặp. Em có gặp một người Việt Nam nào chập chạc như tuổi anh này, hoặc là trẻ đẹp trai hơn này, anh ấy nói rằng anh là nhà báo anh ở bên cạnh không? Không người gặp. Em có nghe tên một cái anh nào, một cái nhà báo quốc tế nào mà ở bên cạnh, có văn phòng bên cạnh tên là Lê Hoàng Anh Tuấn không? Ví dụ là như vậy. Em cũng không nghe thấy gì. Sorry, rất cảm ơn em, chúc em buổi tối thật là tốt lành nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Rất tiếc thưa nhà báo Lê Trung Khoa cũng như thưa quý vị trong nước cũng như ngoài nước, là cái quán này thì nhân viên họ nói họ cũng chưa từng nghe thấy tên anh ấy, cũng không gặp người Việt Nam mà chạc tuổi như tôi, như là anh Tuấn mà sang đây ăn hoặc là nói chuyện gì cả. Chúng ta sẽ quay lại cái địa chỉ đấy một lần nữa để kết thúc cái livestream này nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, rất là tiếc, nhưng hy vọng rằng tất cả những người đó đều không gặp may và chưa gặp anh Lê Hoàng Anh Tuấn thôi. Còn hy vọng là văn phòng nó vẫn là có sự thật ở đây. Và hy vọng là anh Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn có những cái nhân viên làm việc cho anh ở đây, hoặc là anh vẫn giao dịch ở đây, anh vẫn đi lại ở đây. Hy vọng là như vậy. Chúng ta nhìn lại một lần nữa, đây là số ở nhà
716 trên 24 là văn phòng đại diện mà anh Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn khẳng định ở trên các cái báo Vâng, chí cũng như đúng rồi. tất cả các cái phương tiện truyền thông. À, rồi. vâng, Cảm ơn tất cả trên quý vị, vâng. cảm ơn anh Lê Trung Khoa, Cảm ơn anh rất chúc cho nhiều. quý vị buổi tối thật là tốt lành. Vâng, Vâng, vâng xin cảm ơn cảm ơn anh chị Bảo đã cho biết cái thông tin rất quan trọng, và đặc biệt là à. anh đã đến trực tiếp nơi mà ông cái người được cho rằng tên là Lê Hoàng Anh Tuấn đăng ký văn phòng và trụ sở, và nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay chúng ta đã đến và đã gặp những cái người sống ở đấy hàng nhiều chục năm, người người Cộng hòa Séc và cả những cái người quán bên cạnh, nhà hàng bên cạnh người Việt Nam, và họ đã xác nhận rằng là không có biết cái người tên là Lê Hoàng Anh Tuấn và cũng cũng không có gặp cái người này sang đây bao giờ cả, và chúng ta cũng đã nhìn thấy tận nơi là trong cái bảng chuông khu vực này thì cũng không thấy tên bất cứ một người Việt Nam nào cả tên là Lê Hoàng Anh Tuấn. Vậy cái việc xác minh cụ thể ông Lê Hoàng Anh Tuấn có phải là nhà báo quốc tế và có trụ sở văn phòng châu Âu tại đây hay không, thì có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong thời gian tới kỹ hơn, chi tiết hơn. Và hôm nay Thời báo.de trong chương trình truyền hình thực tế rất cảm ơn anh Bùi Hiếu đã hợp tác và đã giúp đỡ cho chúng tôi để làm buổi truyền hình rất ý nghĩa của ngài và kịp thời cho ngày hôm nay, và mong rằng chúc anh sức khỏe và thời gian tới sẽ kinh doanh tốt. Và xin giới thiệu với các bạn, anh Bùi Hiếu là một chủ doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc, và anh có một cái cửa hàng tại chợ Sapa chuyên cung cấp vé máy bay và cho thuê xe ô tô để phục vụ du lịch. Vậy những bạn nào sau này đến Cộng hòa Séc để đi du lịch hoặc ở châu Âu thì có thể đến anh Bùi Hiếu đặt vé máy bay và thuê xe để đi, sẽ được hướng dẫn tận tình. Và cảm ơn anh Bùi Hiếu rất nhiều, và chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình thực tế lần tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về ông Lê Hoàng Anh Tuấn, người được tự nhận người nói rằng là nhà báo quốc tế tại Séc, và chúng tôi ngày hôm nay đã đến Séc, đến ngay địa chỉ của ông ta tìm nhưng mà cũng không tìm ra địa chỉ, và những người xung quanh và những người ở trong khu nhà này nhiều chục năm cũng không biết được ông Lê Hoàng Anh Tuấn là ai, và khu này cũng không có ai là người Việt cả. Vâng, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh Bùi Hiếu và chào các bạn nhé. Xin cảm ơn anh Lê Trung Khoa, xin cảm ơn các bạn, xin chào quý vị, xin chào quý vị.